chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công ty Green Family Development là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho cả gia đình. Mới đây, công ty đã ra mắt sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ Diệp Lục Nano Bạc dạng xịt, an toàn, tiện lợi, giải quyết nỗi ám ảnh về các bệnh phụ khoa, khởi nguồn nhiều bệnh tật nguy hiểm của chị em. Đối với Diệp, đây là một cái sản phẩm mà Diệp cảm thấy rất là ưng ý, bởi vì phụ nữ thì phải quan trọng sức khỏe nè, và cả sắc đẹp bên ngoài và lẫn bên trong nữa. Cho nên đối với Diệp thì khi mà mình có được một cái sản phẩm tốt thì Diệp cảm thấy là mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP, ngành y tế kiểm nghiệm và cấp phép lưu hành trên toàn quốc.